bạn, tôi là Nguyễn Quang Vinh. Hiện tại tôi đang là giám đốc kinh doanh của công ty cổ phần sách Alphabook. Với trên 10 năm kinh nghiệm quản lý trong hoạt động bán hàng và marketing, một trong những vấn đề không riêng tôi và mọi nhà quản lý đều đồng tình rằng quản trị con người là một công việc khó nhằn, cần dành nhiều thời gian và nỗ lực nhất. Mọi tổ chức hay đội nhóm đều là tập hợp của nhiều con người với nhiều nền văn hóa, cá tính và quan điểm cũng có thể khác nhau. Vậy thì làm thế nào để hiểu nhân viên và đồng nghiệp của mình, để hiểu động lực của mỗi con người, mỗi đội nhóm là gì nhằm lựa chọn, tạo lập và nuôi dưỡng môi trường giúp nâng cao hiệu suất làm việc và chất lượng công việc. Toàn bộ những vấn đề đó sẽ được chia sẻ và giải đáp trong khóa học có tên gọi Động lực thúc đẩy hành vi, hay còn gọi là Động lực 3.0. Lợi ích khi học online trên Unica, học mọi lúc mọi nơi, chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối Internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.